Và kể đến chúng con xin kính kính chuyển đến máy cho với cho thầy Thích Hạnh Phú và xin cô Diệu Lan chuẩn bị máy và âm thanh của mình ạ. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ được rồi ạ thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Hạnh Phúc có câu hỏi hỏi dùm cho một vị đồng tu ạ. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính chào lão cư sĩ Diệu Âm. Mẹ con năm nay là 61 tuổi, mẹ niệm Phật cầu nguyện vãng sanh về Tây phương cực lạc vạn chay trường ạ. Mẹ có bốn người con, hai trai và hai gái đều ở gần bên mẹ. Mẹ ở với người con trai trưởng, sinh được một người con trai duy nhất và đang học đại học. Vì thấy con trai sinh được ít con nên mẹ con rất lo về sau đêm hôm thế nào thì nhờ con nhà bác cả. Con của anh trai chồng mẹ giúp cho nên luôn luôn lo đến ơn nghĩa thế gian rất là nặng lòng. Con khuyên mẹ buông đi cho con cháu tự lo và có chúng ở gần nhà bên mẹ con lại lúc mẹ con lại nghĩ lúc đó con bận nên không nhờ được. Nên mẹ có niệm Phật nhưng lòng lại lo lắng ơn nghĩa với nhà anh chồng, sợ mất lòng thì không nhờ vào những đêm hôm bị bệnh ạ. Con kính xin lão cái xem cho qua mẹ con lời khuyên. Mẹ con đang có mặt trên Zoom ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Ơn nghĩa thế gian mình có bỏ đâu, nếu mà mình vãng sanh về Tây phương cực lạc mình trả 1.000 lần hơn ơn nghĩa đó mà mình không hay. Nếu mình còn kẹt ở chỗ này mình trả 1/1.000 cái ơn nghĩa trả cũng không hết. Nhớ chư vị, chúng ta có cái gọi là tứ trọng ân. Chư vị mà muốn trả được bốn cái ơn nặng này, chư vị phải về Tây phương cực lạc thôi. Không về Tây phương cực lạc thì không trả được một cái ơn người ta, mà báo đời người ta nữa là khác. Chính vì thế mà muốn trả cho đầy đủ ơn nghĩa thì chỉ có quyết lòng niệm Phật trở về Tây phương. Một người trong đời này có duyên với mình giúp cho mình một ơn nghĩa nào đó, khi mình vãng sanh về Tây phương cực lạc tự cái thoại tướng tốt đẹp của người về vãng sanh tự nhiên người ta hả hê rồi. Chư vị biết không, giúp cho một người thành Bồ Tát bất thối công đức tự nhiên vô lượng vô biên, còn giúp cho một người mà người đó không vãng sanh về Tây phương người ta buồn buồn thiếu não, chẳng lẽ mình đa tạo cái mối buồn cho người ta mà gọi là trả ơn sao? Nên nhớ nhé, mẹ ơi, quyết lòng niệm Phật có Phật giá trị. Chư vị nghĩ rằng là một người, hai người, chúng sanh phàm phu gia trì giúp đỡ cho chúng ta công đức đã lớn lắm sao? Còn Phật lực gia trì lại nhỏ đến nỗi chúng ta lo lắng sao? Sợ rằng là niềm tin của mình mất, sợ rằng là mình cứ chao đảo, sợ rằng ngay trong lúc niệm Phật mà mình không nhớ A Di Đà Phật, không quyết lòng về Tây phương mà cứ nhớ tới ơn nghĩa giải về chúc của thế gian, làm sao thoát khỏi cảnh ràng buộc của thế gian, làm sao vãng sanh về Tây phương cực lạc được. Cho nên mong người mẹ này phải chú ý, tất cả đều có duyên phận. Một người hàng xóm, một đứa con, một đứa cháu mà đến giúp đỡ mình nhất định phải có duyên phận. Không có duyên phận nhất định không thể giúp đỡ nhau được. Như vậy một người nào tới hộ trì giúp đỡ cho mình là có cái duyên trong đó. Duyên gì? Chính người đó cũng là người niệm Phật, chính người đó cũng quyết lòng vãng sanh, nhất định không phải là bà con thân thuộc trong đời này thì nhiều đời nhiều kiếp khác đều là bà con thân thuộc với nhau. Cứ để họ làm tròn cái nghĩa vụ của một người bà con thân thuộc, còn mình là người phàm phu phải làm tròn công, là một người niệm Phật thì phải làm tròn nghĩa vụ của một người niệm Phật vãng sanh. Khi vãng sanh xong thì đem cái phước báu của một vị đại Bồ Tát bao trùm pháp giới, chẳng lẽ không trả nợ được một vài người tại thế gian này sao?
Nguyên khuyên người mẹ này phải vững tâm đi, thấy người ta giúp mình cứ quyết lòng niệm Phật, thấy mình cô đơn thì quyết lòng niệm Phật, có niệm Phật thì tự nhiên có hàng ngàn vị thiên long hộ pháp tới gia trì hỗ trợ cho mình, chứ đâu có phải là một người. Mình nằm một mình niệm Phật tưởng không có ai, nhưng mà lòng chí thành chí kính của mình liền có quang minh chư Phật gia hộ, liền có Bồ Tát gia trì, liền có hàng ngàn vị thiên long hộ pháp che chở cho mình. Mình đâu phải là cô đơn một mình, chỉ sợ là niềm tin của mình không vững. Muốn vãng sanh mà muốn chút chút thôi, chứ còn cái lớn khác thì cứ nghĩ chuyện thế gian. Vô tình niệm Phật mà bỏ con đường vãng sanh, cứ lo chuyện thế gian, thành ra trật đường. Mong cho người mẹ mình quyết lòng quyết chí lên nhé, vững tâm lên nhé, đừng lo lắng nữa, cứ để Phật lo đi. Mình chỉ lo tin tưởng cho vững, niệm Phật cho thành tâm, nguyện vãng sanh cho tha thiết, còn tất cả để cho Phật lo nhé. Phật đủ sức mà vạn đức vạn năng mà không tin sao? Nhớ không người mẹ? A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật, con xin thành chúng con xin thành kính tri ân công đức của thầy Thích Hạnh Phú và lão cư sĩ Diệu Âm ạ.